nhiều đêm thằn thằn, ưu tư không ngủ được. Nhìn mẹ chìm sâu trong giấc ngủ nhẹ nhàng, ta cảm thấy như người có lỗi đã chia cách mẹ vĩnh viễn với quê hương, nơi mà mẹ đã quen với tiếng gà gáy sáng, quen với những người bạn già của mẹ, quen với lối nhỏ đi về gọi nhau, chia cho nhau từng miếng trầu cau đỏ thắm. Ta như muốn được nằm sát bên mẹ để được tận hưởng những phút giây ấm áp của thuở còn thơ, để bù lại tháng ngày ta mãi mê nơi xứ lạ quê người trên con đường mưu sinh. Ta tự dối lòng mình và tỏ ra là một người cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta sợ một ngày nào đó mẹ bỏ ta ra đi mãi mãi. Ta sợ ta không thực hiện được mong muốn cuối cùng của mẹ, một mong muốn bình thường mà bao nhiêu người già xa xứ đều mong: về với quê hương, về với ký ức bình dị của xóm làng. Đoạn văn trên Hồ Văn Việt đã viết trong lúc chăm mẹ ở bệnh viện, và em biết rằng một ngày nào đó mẹ sẽ không còn bên em. Và một đoạn thơ cuối sau đây, nghệ sĩ Ngọc Sang xin diễn ngâm. Nợ mẹ ân tình nhiều quá, suốt đời này con trả sao đây? Ơn dưỡng dục dày cao nuôi nghĩa sinh thành, tựa nước biển đông vùng thái dương liệm đắc lâu rồi, bao la lòng mẹ thái bình mẹ ơi. Vùng thái dương liệm đắc lâu rồi, bao la lòng mẹ thái bình.